Trong không khí thi đua sôi nổi của phụ nữ cả nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 107 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. Ngay từ những ngày đầu tháng 3 đã diễn ra rất nhiều hoạt động thi đua sôi nổi của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Yên Thế với nhiều ý nghĩa thiết thực. Đó là những công việc rất đơn giản nhưng mang đậm chất nhân văn như trao tặng bò cho hội viên nghèo, thu gom rác thải, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm. Phụ nữ huyện chúng tôi đã chỉ đạo một số các cái đơn vị có những cái công trình chào mừng như là từ cái hoạt động mô hình phụ nữ thực hành tiết kiệm bảo vệ môi trường thì đã có những cái đơn vị đã tổ chức tặng bò cho phụ nữ trẻ em nghèo, đồng thời có những cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để chào mừng thành công chào mừng đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 và ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Và động này thì đã được chị em phụ nữ rất là nhiệt tình ủng hộ, tạo lên một cái khí thế thi đua rất là sôi nổi. Đến thôn Yên Cư, xã Tân Sỏi, chúng tôi cảm nhận được tình đoàn kết và đức tính cần cù, chịu khó của chị em hội viên phụ nữ nơi đây. Là thôn 100% đồng bào Công giáo với số hội viên phụ nữ cao nhất xã, nên việc phát động các phong trào thi đua được chị em hưởng ứng nhiệt tình. Trong ngày ra quân vệ sinh môi trường ở thôn, tất cả chị em hội viên đều nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và đến từ rất sớm để làm sạch đẹp cho thôn, xóm. Để mà chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 và chào mừng kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì đối với hội phụ nữ Tân Sỏi, chúng tôi tổ chức rất là nhiều hoạt động, ngoài các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao giao lưu bóng chuyền tại các cái chi hội thì chúng tôi có quan tâm về cái vấn đề môi trường, thế và đã chỉ đạo chi hội phụ nữ thôn Yên Cư. Yên Cư thì là một trong những chi hội mà đồng bào chúng ta là Công giáo toàn tòng. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng chọn Yên Cư để cho chị em tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đây cũng là chọn việc để chúng ta chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ cũng như là nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Chỉ trong một thời gian ngắn với tinh thần đoàn kết và sự cần cù, chịu khó, nên đoạn đường gần 1.000 mét đã được hội viên phụ nữ làm cho xanh, sạch đẹp hơn. Ai cũng đều phấn khởi bởi họ đã làm được một công việc ý nghĩa cho chính mình và cho những người dân nơi đây. Đó dường như cũng là món quà tinh thần mà chính chị em phụ nữ dành tặng cho mình và người thân nhân ngày 8 tháng 3 đầy ý nghĩa. Cũng rất là vinh dự và làm được sạch đẹp cho đường làng ngõ xóm của mình và tôi rất vui. Với sự chung tay vào cuộc của chị em phụ nữ, nhiều đoạn đường trước kia đã được xanh sạch đẹp, giờ lại càng xanh sạch đẹp hơn. Nhiều gia đình nghèo được tặng bò đã có thêm nghị lực và quyết tâm để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Vùng hơn nữa, sau những ngày lao động mệt mỏi, vất vả, các chị ở 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện lại được hòa mình vào trong các buổi giao lưu văn nghệ, được thể hiện tài năng ca múa hát của mình. Họ hát cho nhau nghe những bài hát về quê hương, đất nước, ca ngợi về những người vợ, người mẹ, những người phụ nữ vĩ đại, trung hậu, đảm đang, vẫn luôn được chính những người thân trong gia đình họ và cả thế giới tôn vinh.